Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta có 3 kiện hàng đấu giá từ Nhật về. Và đây cũng là một trong những cái kiện hàng cuối cùng trong năm rồi. Bách còn một ít sản phẩm đi về đường máy bay nữa, nhưng chắc chắn là sẽ không có nhiều. Tại vì chính thức thì mình chỉ còn 20 ngày làm việc thôi các anh. 10 ngày còn lại thì những cái đơn vị trung gian vận chuyển họ cũng nghỉ dần rồi, cho nên là mình sẽ không có nhiều sự lựa chọn nữa. Trong 3 kiện này thì có một con là ND8006, và đặc biệt con này nó là hàng new 100% nha, chưa qua sử dụng. Cái này là Bách mua trực tiếp ở cửa hàng bên Nhật, và đợt đó thì nó sale mức giá khá là rẻ, thì nó chưa bằng một nửa giá so với mức giá mới ở thị trường Việt Nam đâu. Cho nên là video này Bách sẽ khui bá kiện này ra để cập nhật sơ về giá, tình trạng để các anh có thể tham khảo ha. Ngoài cái con ND8006 hàng mới 100% này ra, thì đợt này mình sẽ có con 390AE màu bạc của Denon nè, một bộ Cinemate 2 của Bo. Và các anh để ý rằng là trong bất kỳ một cái đợt hàng đấu giá nào từ Nhật về, Bách đều có cái sản phẩm này. Lý do là dạo thời gian gần đây khách hàng chọn Cinemate 2 thay cho 321 và Com 3 với Com 5 rất là nhiều. Tại vì cái bộ này nó có rất nhiều ưu điểm vượt trội nha. Ở trên cấu trúc ấy, thì mình sẽ có một cái súp điện nè, và tiếng bass của nó rất là uy lực. Đặc biệt là cái súp này nó chạy được điện autovolt từ 100 cho tới 240, cho nên là chúng ta hoàn toàn sử dụng được điện lưới luôn, không có cần phải xài một cái cục biến thế rời bên ngoài. Công suất của nó là 300W, đủ để đáp ứng cho chúng ta trong những cái không gian phòng khoảng trên dưới 30m². Ở đây mình sẽ có một cái cục tiếp nhận tín hiệu rất là gọn, và ở đây nó hỗ trợ mình cái jack AV để các anh cắm từ điện thoại hoặc là máy tính nè. Đặc biệt là nó có luôn optical in luôn, thì các anh có thể khai thác nhạc số trên smart TV xuống, khỏi cần thêm DAR ở bên ngoài. Bên này thì mình sẽ có một cái remote để bật tắt nguồn, tăng giảm âm lượng và tắt tiếng. Rồi cuối cùng thì mình sẽ có một cặp loa vệ tinh, và trong mỗi cái loa vệ tinh thì nó sẽ có hai cái loa chép. Cho nên á, là các anh thấy từ cái cấu trúc này á, chất lượng âm thanh của nó rõ ràng là nó không hề kém cạnh gì so với 321. Nhưng mà được cái là nó rất là thuận tiện, dễ sử dụng và nó rất là gọn gàng. Bây giờ một bộ như thế này thì giá của nó chỉ có 9 triệu thôi các anh. Nếu như trong cái phân khúc để lựa chọn một cái sản phẩm nghe nhạc á, ở cái mức mà gọi là 9 triệu, 10 triệu quay đầu, thì gần như là những cái sản phẩm rời, không có bộ nào cạnh tranh được với cái dòng sản phẩm này cả. Cho nên đợt này thì Bách thấy là khách hàng tìm hỏi mua và chọn mua dòng Cinemate 2 rất là nhiều. Về phần 390AE đợt này á, thì ngoài cái con màu bạc mà chúng ta vừa khui ra thì Bách vẫn còn một con màu đen nữa nha. Hai con đều rất là đẹp. Bách quay sơ về con màu bạc cho các anh xem trước nè. Con này vừa khui ra và chúng ta chưa qua vệ sinh lau chùi gì cả, nhưng mà nó giữ được một cái tình trạng rất là mới. Gương mặt thì các anh vừa xem ha, không có tì vết gì. Ở đây là nắp lưng nè. Đó. Ở trên này thì chúng ta sẽ có một ít bụi bặm thôi. Ngoài ra thì không có cấn mớp, không có trầy xước. Tình trạng máy nhìn chung rất đẹp. Cái con này nó cũng là một cái dòng thế hệ mới á các anh. Nó là dòng thế hệ thứ 5 và được phát hành lần đầu vào năm 2006. Thì cái con này nó sẽ phục vụ tốt cho chúng ta trong những không gian phòng vừa và nhỏ, khoảng 25m² đổ lại. Sử dụng cho những cái mẫu loa mà có cái mức công suất khoảng từ 150 quay đầu thôi các anh. Còn những cái mẫu loa lớn hơn thì các anh nên nghiên cứu những cái dòng âm ly ở phân khúc tầm trung ha. Hiện tại thì một con như thế này sẽ có mức giá bán là 4 triệu các anh. Đây là một mức giá rất là rẻ cho những cái mẫu âm ly của Denon, và đặc biệt là trong phân khúc bình dân. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cập nhật chi tiết về cái con ND8006 nha các anh. Con này nó là hàng mới 100%, chưa từng được sử dụng luôn. Một lát nữa anh em mình sẽ khui nó ra để cảm nhận thử cái cảm giác inbox hàng mới nó như thế nào hả các anh. Tại vì nó thực tình ra mình bán đồ cũ mà, mấy khi được đụng tới mấy cái con mà new 100% này đâu. Con này thì Bách mua trực tiếp từ cửa hàng với mức giá sale khá là rẻ, và nó chỉ có một con duy nhất thôi chứ nó không có nhiều nha. Thành ra hiện tại nếu các anh đang cần tìm cái dòng máy này với tình trạng mới và một cái mức giá cực kỳ hợp lý thì đây sẽ là một lựa chọn rất hoàn hảo. Hiện tại thì cái con này nó sẽ có giá bán đề xuất là 25 triệu nha các anh. Thì nó chỉ nhỉnh hơn chút xíu so với mấy con mà không có thùng và mấy con gọi là 99% thôi. Con này là hàng new thì nó sẽ khác biệt khá là nhiều. Phần phụ kiện của nó ở đây nè các anh. Và toàn bộ những cái này nó còn nguyên nha, chưa từng xé siêu luôn. Đây là remote nè, chưa từng lấy ra khỏi bao. Pin cũng còn nguyên. Cái này là dây tín hiệu tặng kèm đi theo máy, thì cái này thì khả năng chắc các anh cũng không xài đâu. Cái này là sợi dây nguồn, và các anh thấy là dây nguồn vẫn còn nguyên cái băng keo của nhà máy nè, chưa có từng tháo ra ha, còn nguyên. Đó, ở đây là cái phần anten, catalog, và đương nhiên rồi, nó cũng chưa có tháo. Kể cả là phần thân máy chính, thì đây các anh thấy là những cái băng keo mà để bọc, đó, để dán cái phần bọc bên ngoài. Bách làm một tay cho nên là Bách phải cua ra trước, tại vì một tay thì không có nhấc nó ra khỏi thùng được. Đây là các anh thấy ha, hàng mới 100%, thì chắc khả năng là thôi anh em mình cua ra luôn đi các anh. Tại vì đây nè, đó các anh thấy à, cái băng keo này thì thực ra nhiều anh sẽ nói là lột ra dán lại cũng được chứ đâu có gì, nhưng mà lột ra dán lại thì nó sẽ không dính được như thế này đâu các anh. Đó, và các anh thấy à, nói chung là cảm giác mình sờ hàng mới nó vẫn thích hơn.
Rồi, chúng ta sẽ xem sơ về gương mặt nó xem như thế nào ha. Này các anh, có thể thấy đúng là hàng mới nó khác biệt lắm. Cái hàng 99% thì nó cũng không bao giờ giống như hàng mới được. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ có những cái con ốc nè. Không bất kỳ một cái tì vết gì xuất hiện ở trên này. Gương mặt thì các anh quan sát thật là gần từ phải sang trái đi ha. À, không hề có dấu tay luôn, đương nhiên rồi, nó là hàng mới mà. Rồi, bây giờ chúng ta quan sát luôn cái phần mặt sau nha các anh. Rồi, ở đây. Con này thì được sản xuất năm 2020. Đó, không hề có bất kỳ một tí bụi nào nha. Rất là hoàn hảo. À, sơ lược để anh nào chưa biết về dòng máy này thì ND8006 nó là một cái nguồn phát cho tới thời điểm hiện tại nó vẫn là tiện ích và tối tân nhất. Các anh để ý nè, trong tất cả những cái thương hiệu nha, kể cả Nhật, Mỹ lẫn châu Âu thì cái bộ DAC của nó chỉ tích hợp một hoặc là hai tính năng gì đó thôi, chứ nó không có con nào mà nó đầy đủ tính năng như là dòng 8006. Con này có thể gọi là all in one luôn, nó hỗ trợ chúng ta tất cả trong một. Thì ở đây các anh có thể thấy nè. À, đầu tiên là hỗ trợ mình sử dụng CD chất lượng cao, kết nối wifi, các anh có thể sử dụng nhạc trên app của điện thoại á. Rồi có bluetooth luôn, Apple AirPlay, rồi những cái hệ thống điều khiển như là HeoLink của Denon nè. Đó. Hỗ trợ nhạc Hi-Res nè. À, nó có DAC và nó có hỗ trợ chúng ta những cái tính năng ví dụ như là USB nè, USB DAC nè. Cái này là cổng kết nối máy tính nha. Cái này là hai cổng để kết nối với optical. Thì bây giờ là mình sử dụng smart TV với mình sử dụng từ mấy cái MacBook thế hệ mới các anh. Đây là anten của Wi-Fi và Bluetooth này, hai cái hai bên. Ở đây là mình có hai cổng analog out. Cái cổng bên này là cổng fit thì cái cổng này nó đã được hiệu chỉnh âm thanh rồi. Còn cái cổng bên này là cổng variable thì cái cổng này nó chưa được hiệu chỉnh âm thanh cho nên là chất lượng nó sẽ không bằng cổng bên này. Thành ra là các anh lấy cái cổng bên này để xài ha. Rồi. Con máy thì cực kỳ mới, số series của nó là 2905. Sản xuất tại Nhật nha các anh. Nói chung nó là hàng mới 100%, không có gì phải bàn rồi. Và hiện tại thì con này nó chỉ có giá bán là 25 triệu thôi. Mức giá này rẻ hơn gần một phân nửa so với mức giá mới ở thị trường Việt Nam. Và nó chỉ nhỉnh hơn chút xíu so với cái hàng gọi là Line New và cái hàng đã sử dụng rồi thôi. Đó, thì nếu các anh có nhu cầu thì các anh mua con này rất là hợp lý ha. Cái này thì nói thật tình ra chỉ duy nhất một con ở cửa hàng đó là người ta còn lại và người ta thanh lý thôi. Không biết là vì lý do gì. Nhưng mà nó là hàng mở 100% và đương nhiên rồi. Thì Bách vẫn sẽ bảo hành giống như là những cái sản phẩm còn lại ha. Các anh khỏi lo về vấn đề đó. Nhớ con máy này mình bán mình rất là tự tin. Tại vì biết bao giờ cho nó hư được. Rồi, tất cả những sản phẩm ở đây. Nếu như mà các anh có nhu cầu hay là có thêm bất kỳ cái thắc mắc gì á, các anh vui lòng liên hệ trực tiếp giùm Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.